Trong cái không có các pháp từ duyên sanh ra, thấy có các pháp từ duyên sanh ra. Trong cái không có vô minh, thấy có vô minh. Trong cái không có hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não. Thấy có hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não. Trong cái không có pháp hữu lậu, thấy có pháp hữu lậu. Trong cái không có pháp vô lậu, thấy có pháp vô lậu trong cái không có pháp hữu vi thấy có pháp hữu vi trong cái không có pháp vô vi thấy có pháp vô vi lại nói thế này các ngươi nên biết tánh của tất cả pháp uẩn giới xứ vân vân đều từ các duyên hòa hợp kiến lập điên đảo mà khởi nhiếp thọ trong các nghiệp dị thục các ngươi vì sao đối với pháp hư vọng không thật mà khởi tưởng có thật ấy khi ấy, Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo. Nếu các hữu tình có san tham thì phương tiện cứu vớt khiến lìa san tham. Các hữu tình ấy lìa san tham rồi dạy cho tu bố thí ba la mật đa. Các hữu tình ấy do bố thí nên được tài lộc lớn phú quý tự tại. Lại từ đó phương tiện cứu vớt dạy tu tịnh giới ba la mật đa. Vì do tịnh giới các hữu tình ấy được sanh vào đường thiện tôn quý tự tại. Là lại từ đó phương tiện cứu vớt dạy tu an nhẫn ba la mật đa các hữu tình ấy vì do an nhẫn nên có thể mau đạt được vô sanh pháp nhẫn lại từ đó phương tiện cứu vớt dạy tu tinh tấn ba la mật đa các hữu tình ấy vì do tinh tấn nên đối với các thiện pháp không còn thối chuyển cho đến quả vị giác ngộ cao tột lại từ đó phương tiện cứu vớt dạy tu tịnh lự ba la mật đa các hữu tình ấy vì do tịnh lự nên được sanh vào phạm thế an trụ tự tại trong sơ thiền từ sơ thiền phương tiện cứu vớt lại khiến an trụ đệ nhị thiền từ đệ nhị thiền phương tiện cứu vớt khiến an trụ đệ tam thiền từ đệ tam thiền phương tiện cứu vớt lại khiến an trụ đệ tứ thiền từ đệ tứ thiền phương tiện cứu vớt lại khiến an trụ định không vô biên xứ từ định không vô biên xứ phương tiện cứu vớt lại khiến an trụ định thức vô biên xứ từ định thức vô biên xứ phương tiện cứu vớt lại khiến an trụ định vô sở hữu xứ từ định vô sở hữu xứ phương tiện cứu vớt lại khiến an trụ định phi tưởng phi phi tưởng xứ lại từ đó phương tiện cứu vớt khiến an trụ ba thừa hoặc khiến an trụ bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm can năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo hoặc khiến an trụ pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện hoặc khiến an trụ tám giải thoát tám thắng xứ chín định tứ đại mười biến xứ hoặc khiến an trụ pháp môn đả la ni pháp môn tam ma địa hoặc khiến an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo hoặc khiến an trụ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc khiến an trụ pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh